Tiến dần đi dần rồi. Ê, xin chào bà con, đây là sản phẩm này này, là mặt đấy đây, mặt sapphire sao. Mặt này nặng 2 lạng, đá này nặng 2 lạng này. Vàng này là vàng 75 này, một cây 2. Đây sản phẩm này là mặt sơn XO nhé bà con nhé. Đây là bộ liền bộ luôn. Cái này là làm cho sơn đi vô. Đấy. Càng khủng quá, vừa rút ngón tay mình. Sao này? Úi giời. Sao led cam, đây là với ánh điện thường đấy này, mà ánh nắng mặt trời chiếu vào hoặc là đèn flash hoặc đèn pin chuyên dành cho soi đá soi ở đây thì thôi rồi, nét cóng không cong tay đây đẹp này. Nhẫn hơn đẹp hơn vào tay này. Ừ nha. Đấy, muốn nét thì ấn vào đây này. Ui giời ơi, XO. Sơn XO. Đây là triệu XO, em của Sơn XO. Đây mà đây. Bánh rán đấy bà con ơi. Đây đặt lên tay bà con hình dung cái bánh rán nó to nè. To quá, bì bánh rán. Vừa bàn tay. Rồi, sơn đi vô. Đây này là sản phẩm sản xuất tại công ty bằng bạc đá quý hiệu Thảo 2 nhé. 046A Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Số điện thoại là 08 545 899 99. Hôm nay tôi hạ hạt nó vào rồi, tôi sửa qua thôi. Làm xong cái sản phẩm này mất bao lâu rồi anh? Lâu không anh? Cái này hai sản phẩm của Sơn XO này tạo mẫu là mất 2 ngày rồi. Cả làm, kim hoàn đó, kim hoàn thì làm liên tục 2 ngày. Tổng cộng 4 ngày mới xong. 4 ngày xong. Quá khủng. Ngày sơn Phúc Ý Ô giờ đi du lịch rồi. Bây giờ chuyển sang làm cho Sơn Ý Ô. Thank you.
Đây là đang gọi là mài đúng không anh? Mài đang nó mang làm kim hoàn sửa nguội. Qua bánh giáp tạm biệt xong đấy. Đấy à, lúc đấy là tạm dừng à, bây giờ lại quay tiếp vào ngang. Máy anh nó có cái này của em hay là em không biết gì, tạm dừng không lại vẫn vào cái đoạn đấy. Đây là sản phẩm làm theo sơn hay không? Để ra một sản phẩm thủ công. Chúng ta mài thử này lại mỏi tay nhỉ. Wow. Bà con mà có làm sản phẩm gì theo yêu cầu thì đến với công ty Vàng Bạc Đá Quý Hiệu Thỏ Hai nhé. Các bạn có thể là để cho công ty là thiết kế mẫu cho bạn, hoặc là bạn có các mẫu sưu tầm đến đây chúng tôi sẽ phục vụ các bạn theo đúng như bạn mong muốn. Mà sẽ làm cho bạn những cái mẫu mà bạn đã chọn làm giống hệt luôn. Đây là công ty đang làm cái sản phẩm này cho anh tên này Sergio. Phúc ích ô anh đi rồi, bây giờ có anh Sơn đi luôn.
là có được sản phẩm như này ấy, người thợ của chúng tôi là trước tiên phải thiết kế thành mẫu sáp nhựa, sau đó đưa vào đúc. Giai đoạn cuối cùng là chuyển sang như là làm kim hoàn thiện. Cuối cùng thì cũng đóng đấy nhỉ? Đấy, đóng đấy. Là không cuối cùng. Rất tỉ mỉ, rất là nhiều công đoạn, không phải một phát là được ngay. Bản này mà hoàn thành thì là nó rơi vào khoảng D2 D2 vàng 750. Vàng 750 tức là vàng 18K đấy các bạn. Nguyên là khi mà hoàn thành cái mặt này mới lại nhẫn này thì là trị giá nó khoảng độ tầm gần 70 triệu. Các bạn xem thì xin các bạn hãy bấm like và share, và các bạn hãy ấn vào nút đăng ký. Đăng ký ở đây hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Sau đó bạn ấn vào cái nút chuông ấy để thông báo lần sau có cái clip hay và hấp dẫn lần sau thì các bạn theo dõi ủng hộ công ty Vàng Bạc Đá Quý Hiệu Thảo 2 nhé. Các bạn có ý kiến thì trao đổi thì bạn cứ comment ở dưới, hoặc là các bạn có thể vào Zalo Facebook, số điện thoại Zalo Facebook là 0947 502 999.
Nhẫn này trọng lượng bao nhiêu? Nhẫn này cũng vàng 75 luôn. 75 tức là vàng 18K. Nhẫn này nó rơi vào tầm 7 chỉ vàng 18K. Đây. Nhẫn này rất là khủng. Không còn sát rồi này. Nè, đây là làm cái da, đây cái da.
cho.